chấn động. Tiên tri báo trước sự thật bất ngờ người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, ôm lộc trời ban, tiền vàng nước két, giàu có gian danh thiên hạ. Quý khán giả thân mến, trong cuộc sống, ai cũng khao khát có được một cuộc đời bình yên, hạnh phúc. Dù không phải ai cũng có may mắn giàu sang phú quý, nhưng ít nhất, chúng ta đều mong muốn những ngày tháng không lo toan, sầu muộn. Thế nhưng, có những người đã đi qua nửa đời người mà vẫn mãi loay hoay với nghèo khó, nợ nần chồng chất. Họ tự hỏi tại sao bản thân làm việc chăm chỉ quanh năm suốt tháng mà vẫn không thể thoát khỏi bế tắc. Trong khi đó, lại có những người ngay từ khi sinh ra đã đứng trên vạch đích, chẳng cần nỗ lực vẫn được thừa hưởng cơ nghiệp bạc tỷ. Điều này có phải là số phận an bài hay không? Thực ra, số mệnh của mỗi người vốn không giống nhau, nhưng điều quan trọng nhất là cách chúng ta đối mặt với nó. Người nhìn thấy được vận mệnh và biết cách thay đổi mới có thể vượt qua thực tại khắc nghiệt. Bởi lẽ, cuộc đời không phải lúc nào cũng trải qua hồng. Con đường dẫn đến thành công luôn đầy rẫy những chông gai và thử thách. Thượng đế công bằng khi ban cho con người cả niềm vui và nỗi khổ. Không ai sống cả đời chỉ toàn hạnh phúc. Điều chúng ta cần làm không phải là mong cầu một cuộc sống dễ dàng, mà là học cách vượt qua nghịch cảnh. Giống như mèo thích ăn cá nhưng không biết bơi, hay cá muốn ăn quả sung nhưng không thể lên bờ, chúng ta không thể dễ dàng đạt được những điều mong muốn nếu không nỗ lực. Thành công luôn là phần thưởng xứng đáng cho những ai kiên trì và biết phấn đấu. Giới quý bản mệnh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, mang nội chi mã, ngựa trong chuồng, mệnh thiên thượng quả, lửa trên trời. Các bạn là những con người yêu tự do, khao khát khám phá thế giới rộng lớn. Cuộc sống đối với tuổi Mậu Ngọ là những chuỗi ngày không ngừng đổi mới. Họ không thích sự nhàm chán mà luôn tìm kiếm những điều độc đáo, khác biệt. Người tuổi này luôn nghiêm túc và tận tâm trong công việc, dù phải trải qua bao gian khó. Với họ, chữ tín và danh dự là những phẩm chất quý giá nhất. Tuổi Mậu Ngọ cũng có mạng lưới quan hệ bạn bè rộng rãi, nhưng chỉ coi những ai thật sự chân thành và đáng tin là tri kỷ. Theo tử vi phương Đông, ngoài năm sinh, ngày sinh và tháng sinh cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc quyết định vận mệnh của mỗi người. Sinh vào tháng tốt, vận trình hanh thông, công danh sự nghiệp rộng mở. Ngược lại, nếu sinh vào tháng không thuận lợi, cuộc đời dễ gặp nhiều trắc trở. Vậy người tuổi Mậu Ngọ sinh vào tháng nào thì tốt, tháng nào vận trình hanh thông, đạt được công danh và tài lộc như mong muốn? Kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi phần luận giải chi tiết sau. Tổng quan vận mệnh người tuổi Mậu Ngọ 1978 theo tháng sinh âm lịch. Người tuổi Mậu Ngọ, cầm tinh con ngựa, thường được biết đến với bản tính nhiệt huyết, mạnh mẽ, yêu tự do và luôn hướng tới cuộc sống tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, vận mệnh của từng người không chỉ phụ thuộc vào năm sinh mà còn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ tháng sinh âm lịch. Dưới đây là chi tiết cuộc đời, tính cách và vận mệnh của người tuổi Mậu Ngọ dựa trên tháng sinh của họ, được phân tích một cách sâu sắc và ý nghĩa. Tháng Giêng, Tân Xuân, sức sống dồi dào, lạc quan yêu đời. Người tuổi Mậu Ngọ sinh vào tháng Giêng, tức mùa xuân, mang trong mình sức sống tràn trề như tiết trời đầu năm mới. Họ sống lạc quan, phóng khoáng, yêu giao lưu, kết bạn và thường không bận tâm đến chuyện cơm áo gạo tiền nhờ sự phù trợ của quý nhân. Tuy nhiên, những người này lại mang tính cách bảo thủ, dễ hài lòng với hiện tại, không có chí cầu tiến hay sự ham học hỏi. Dẫu vậy, cuộc sống của họ vẫn đầy phúc khí, sung túc, bởi lẽ niềm vui lớn nhất chính là được tự do, được sống hết mình cùng bạn bè khắp nơi. Họ như những cánh chim trời, không bị bó buộc bởi những điều tầm thường. Tháng 2, kinh trập, tự do là thiêng liêng. Người sinh tháng 2 có vẻ ngoài sạch sẽ, chỉnh chu và tính cách khiêm tốn. Họ thông minh, hoạt bát, bao dung nhưng không cho phép mình bị ràng buộc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Với họ, tự do là giá trị thiêng liêng nhất. Mặc dù phúc khí tổ tiên và cha mẹ giúp họ phần nào tránh khỏi những tai ương nguy hiểm, nhưng cuộc đời người sinh tháng này không hoàn toàn suôn sẻ. Họ thường gặp khó khăn, tai họa bất ngờ, nhưng nhờ sự phù trợ từ quý nhân mà những thử thách cuối cùng cũng được hóa giải. Đời họ là chuỗi ngày lên xuống thất thường, nhưng không thiếu những khoảnh khắc chuyển nguy thành an. Tháng 3, thanh minh, tài hoa, tấm lòng cao thượng. Sinh vào tiết thanh minh, người tuổi Mậu Ngọ được trời phú cho trí thông minh lanh lợi, tài năng văn chương và khả năng lãnh đạo xuất sắc. Họ có trái tim trung thực, rộng lượng,
luôn mơ ước và nỗ lực để hiện thực hóa những lý tưởng cao đẹp. Họ là những người thành công trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống, được nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ. Tuy thành đạt, họ không kiêu căng hay khoe khoang, mà luôn khiêm nhường, giữ được thiện cảm với mọi người xung quanh. Cuộc đời của họ êm đềm, không gặp phải đại nạn, mọi việc diễn ra nhẹ nhàng và dễ dàng. Tháng Tư, Tiểu Hạ, kiên cường, tự lập. Người sinh tháng Tư có một cuộc đời đầy thử thách và khó khăn, nhưng họ lại sở hữu ý chí mạnh mẽ và tinh thần không chịu khuất phục. Những khó khăn không khiến họ nản lòng mà ngược lại, càng giúp họ thêm quyết tâm vươn lên. Họ là những người tự lực cánh sinh, làm mọi việc bằng chính đôi tay của mình. Dẫu vậy, họ lại không giỏi tiết kiệm, thu nhập thường thất thường, khó có tích lũy lâu dài. Nếu biết nắm bắt cơ hội, họ hoàn toàn có thể đạt được thành công lớn và tự tạo dựng một cuộc sống sung túc. Tháng Năm, mang chủng, vất vả nhưng đầy triển vọng. Cuộc đời của người sinh tháng Năm là hành trình đầy gian nan, khó nhọc. Họ không nhận được sự giúp đỡ từ cha mẹ hay quý nhân mà phải tự mình nỗ lực vươn lên. Dù thành công muộn màng, nhưng nhờ tài năng và sự bền bỉ, họ vẫn có thể xây dựng nên một sự nghiệp rực rỡ. Tuy nhiên, họ dễ lỡ duyên, kết hôn muộn. Tình yêu của họ thường trải qua nhiều thử thách, nhưng nếu giữ được niềm tin và quyết tâm, hạnh phúc cuối cùng cũng sẽ mỉm cười. Tháng 6, Tiểu Thử, bền bỉ vừa khó. Người sinh tháng 6 mang trong mình tính cách kiên trì, trách nhiệm. Tuy nhiên, số phận họ lại mỏng manh, phải sống xa gia đình và chịu đựng nhiều thất bại ban đầu. Cuộc đời của họ là những chuỗi ngày nỗ lực không ngừng để vươn lên từ khó khăn. Sau tuổi 50, họ dần đạt được sự ổn định, không cần phải lo toan quá nhiều. Tinh thần bất khuất của họ là bài học quý giá về ý chí vượt khó. Tháng 7, lập thu, tài năng và lý tưởng. Người sinh tháng 7 sở hữu trí tuệ hơn người, hiểu biết rộng và tính cách cao thượng. Họ có khả năng sử dụng tài năng của mình để tạo dựng thành công trong cuộc sống, đồng thời luôn giữ được chí khí và lòng tự tin. Dẫu vậy, họ dễ gặp thị phi, tiểu nhân quấy phá, cần đề phòng họa khẩu thiệt. Nếu kiên định, họ sẽ đạt được những thành tựu đáng tự hào. Tháng 8, bạch lộ, sự nỗ lực không mệt mỏi. Người sinh tháng 8 có trí tuệ và khả năng làm việc vượt trội. Dù không giỏi văn chương, họ lại bù đắp bằng sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng. Với sự giúp đỡ của quý nhân, họ đạt được nhiều thành công trong công việc và cuộc sống. Họ sống đủ đầy, không thiếu thốn, được mọi người kính trọng và yêu mến. Sự ổn định và thành công của họ là hình mẫu lý tưởng cho thế hệ sau. Tháng 9, hàng lộ, tài năng nhưng thiếu chí hướng. Người sinh tháng 9 thông minh, có tài năng thiên bẩm, nhưng thường thiếu ý chí lớn lao. Họ dễ hài lòng với cuộc sống bình thường, không ham muốn những thành công gian dội. Tuy nhiên, nếu biết phấn đấu và tận dụng tài năng, họ hoàn toàn có thể thay đổi vận mệnh, đạt được những thành tựu vượt trội. Tháng 10, lập đông, người anh hùng kiên cường. Sinh tháng 10, người tuổi Mậu Ngọ thường gặp nhiều khó khăn thời trẻ, nhưng họ có nghị lực phi thường để vượt qua tất cả. Họ là những tấm gương sáng của ý chí kiên định và khả năng tự lập. Cuộc đời họ xen lẫn những may mắn và trắc trở, nhưng nhờ ý chí sắt đá, họ vẫn vươn lên thành công, trở thành người dượng phu ích tử. Tháng 11, đại tuyết, ý chí sắt đá. Người sinh tháng 11 thường phải đối mặt với những thử thách lớn trong cuộc sống, nhưng chính sự kiên trì và ý chí sắt đá đã giúp họ thay đổi vận mệnh. Họ có khả năng vươn lên từ nghịch cảnh, biến cây khô thành cây trổ qua mùa xuân. Đến trung vận, họ đạt được thành công lớn, xây dựng sự nghiệp vững vàng từ đôi bàn tay trắng. Tháng Chạp, tiểu hàn, gian khổ để thành công. Người sinh tháng Chạp thường có một tuổi thơ vất vả, nhưng nhờ chăm chỉ học hành và nghị lực phi thường, họ đạt được sự kính trọng từ mọi người. Cuộc đời họ là hành trình vượt qua gian khó để đạt đến thành công và an nhàn lúc về già. Tổng kết, người tuổi Mậu Ngọ dù sinh vào tháng nào cũng đều có những điểm mạnh và hạn chế riêng. Nếu biết phát huy tài năng, bền bỉ nỗ lực và giữ vững ý chí, họ hoàn toàn có thể vượt qua mọi thử thách để đạt được cuộc sống hạnh phúc và thành công. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Mậu Ngọ sinh đúng 7 ngày tới. Vận trình tử vi tuổi Mậu Ngọ trong 7 ngày tới, tháng 11 âm lịch 2024. Trong 7 ngày tới, tuổi Mậu Ngọ 1978 sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách. Song nếu biết cách ứng xử khéo léo và giữ vững tinh thần, bạn hoàn toàn có thể biến khó khăn thành cơ hội.
Thời điểm này không được xem là may mắn, nhưng cũng không chỉ toàn bất lợi. Quan trọng là cách bạn xử lý các tình huống khác nhau. Công việc và mối quan hệ. Dưới ảnh hưởng tiêu cực của cục diện tương xung, bản mệnh dễ rơi vào trạng thái nóng nảy, cực đoan. Cách nhìn nhận vấn đề phiến diện có thể làm bạn mâu thuẫn với những người xung quanh. Một khi mất kiểm soát cảm xúc, chuyện nhỏ dễ bị xé ra to, khiến mọi thứ trở nên phức tạp không đáng có. Hãy học cách lắng nghe và bình tĩnh hơn trước mọi tình huống. Đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu và giải quyết vấn đề một cách êm đẹp. Việc giữ gìn các mối quan hệ hài hòa trong công việc và cuộc sống không chỉ giúp bạn giảm áp lực mà còn mở ra cơ hội mới trong tương lai. Tài chính. Hung tinh đại hao xuất hiện, dự báo nguy cơ thất thoát tiền bạc. Thời điểm này không thích hợp để đầu tư hoặc mua sắm các món đồ giá trị lớn. Hãy cẩn trọng và tính toán kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào. Tốt nhất, bạn nên tập trung tiết kiệm, giữ tiền mặt trong tay để ứng phó với các tình huống bất ngờ. Tránh bị cuốn vào các cơ hội đầu tư hấp dẫn nhưng tiềm ẩn rủi ro. Sức khỏe. Tuy sức khỏe thể chất không gặp vấn đề nghiêm trọng, nhưng áp lực tâm lý và những suy nghĩ tiêu cực có thể khiến bạn cảm thấy kiệt sức. Nóng nảy và buồn bực không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn làm bạn suy giảm năng lượng, khó tập trung vào công việc. Hãy dành thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn. Một giấc ngủ sâu, những bài tập thể dục nhẹ nhàng hoặc thiền định sẽ giúp bạn cải thiện tâm trạng đáng kể. Quan trọng nhất, hãy học cách buông bỏ những điều tiêu cực để tinh thần nhẹ nhàng hơn. Tình cảm. Chuyện tình cảm cũng không mấy êm đẹp. Với người đã kết hôn, quan hệ vợ chồng có dấu hiệu lạnh nhạt, thậm chí nguy cơ xuất hiện người thứ ba. Nếu bạn vẫn còn trân trọng gia đình, hãy chủ động trò chuyện với đối phương để tháo gỡ những hiểu lầm. Đồng thời, cần giữ khoảng cách với người ngoài và tỉnh táo trước những cám dỗ. Với người độc thân, thái độ phiến diện, đánh giá vội vàng có thể khiến bạn tự đánh mất cơ hội kết nối. Hãy mở lòng hơn, tìm hiểu người khác bằng sự chân thành thay vì phán xét. Điều này không chỉ giúp bạn hiểu người đối diện mà còn giúp chính bạn hoàn thiện bản thân. Lời kết. Trong những ngày tới, tuổi Mậu Ngọ sẽ trải qua không ít sóng gió. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để bạn rèn luyện bản lĩnh và khả năng kiểm soát cảm xúc. Hãy nhớ rằng thái độ và cách bạn hành xử sẽ quyết định kết quả cuối cùng. Dù đối mặt với khó khăn, chỉ cần giữ vững tinh thần, bạn sẽ vượt qua và biến hung thành cát. Sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Về công danh sự nghiệp tuổi Mậu Ngọ 1978, trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Thời điểm này, người tuổi Mậu Ngọ đang phải đối mặt với những thử thách không nhỏ trong sự nghiệp do tác động từ cục diện tương xung. Điều này khiến tâm lý dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, thiếu kiên nhẫn và dễ mắc sai lầm trong cách xử lý công việc cũng như giao tiếp. Bạn có thể cảm nhận rõ rệt sự xáo trộn trong môi trường làm việc khi các mối quan hệ không còn hài hòa như trước. Cái tôi cá nhân được bạn đặt lên quá cao, dẫn đến tình trạng khép kín, không muốn lắng nghe góp ý từ đồng nghiệp hay cấp trên. Đôi khi, bạn thậm chí sẵn sàng tranh cãi gay gắt để bảo vệ quan điểm của mình, mặc dù điều đó có thể làm tổn thương người khác hoặc gây ra không khí căng thẳng trong tập thể. Tuy nhiên, hãy nhìn nhận một cách sâu sắc rằng, sự nghiệp không chỉ đơn thuần là câu chuyện của một cá nhân, mà còn là kết quả của sự phối hợp và hỗ trợ từ nhiều phía. Nếu bạn cố gắng tự mình giải quyết tất cả mà không dựa vào sự giúp đỡ của người khác, bạn sẽ dễ rơi vào trạng thái kiệt sức hoặc đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt. Dù vậy, sự xuất hiện của các tinh đế dượng trong vận trình vẫn mang đến những tia hy vọng cho bạn. Đây là thời điểm để bạn học cách điều chỉnh cách ứng xử của mình. Hãy thử mở lòng lắng nghe nhiều hơn, đón nhận ý kiến từ những người xung quanh với thái độ tích cực. Đừng ngại sửa đổi quan điểm hoặc thừa nhận sai lầm nếu điều đó giúp bạn tiến bộ hơn. Một thái độ khiêm tốn và cầu thị sẽ khiến bạn trở thành một cá nhân đáng mến và đáng tin cậy trong mắt mọi người. Ngoài ra, bạn nên chủ động tham gia vào các hoạt động tập thể để gia tăng sự gắn kết với đồng nghiệp, cấp trên. Khi các mối quan hệ được cải thiện, bạn sẽ cảm nhận rõ sự hỗ trợ từ họ trong mọi công việc. Sự đồng lòng và hợp tác không chỉ giúp bạn vượt qua khó khăn mà còn mở ra những cơ hội mới để bạn khẳng định năng lực bản thân. Hãy nhớ rằng, thử thách luôn đi kèm với cơ hội.
Nếu bạn biết giữ thái độ bình tĩnh, hành xử lý trí và xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp, những khó khăn hiện tại sẽ chỉ là bước đệm để bạn đạt được thành công lớn hơn trong tương lai. Về tài lộc tuổi Mậu Ngọ 1978, trong 7 ngày tới, tháng 11 âm lịch 2024. Về phương diện tài chính, đây là một tuần đầy thách thức đối với người tuổi Mậu Ngọ. Sự xuất hiện của hung tinh đại hao cùng tác động tiêu cực từ cục diện tương xung đang khiến vận trình tài lộc của bạn chịu nhiều áp lực. Nếu không có sự cẩn trọng, bạn có thể rơi vào trạng thái mất cân bằng nghiêm trọng trong các khoản thu chi. Người làm công ăn lương dễ rơi vào tình trạng thiếu tập trung khi xử lý công việc. Tâm lý bướng bỉnh, muốn làm theo ý mình mà không cân nhắc kỹ lưỡng có thể dẫn đến sai sót, thậm chí làm giảm uy tín cá nhân. Việc bị khiển trách, cắt thưởng hoặc trừ lương là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Đây là lúc bạn cần nghiêm túc nhìn nhận lại cách làm việc của mình, tăng cường sự cẩn thận và tận tâm để tránh những hậu quả không đáng có. Với người làm kinh doanh, tình hình tài chính cũng không mấy khả quan. Các đối thủ cạnh tranh trên thị trường có thể sử dụng nhiều chiêu trò không lành mạnh để gây khó dễ. Đặc biệt, bạn cần hết sức tỉnh táo trước những lời mời hợp tác hoặc rủ rê đầu tư lớn. Lòng tin đặt sai chỗ hoặc quyết định thiếu thông tin sẽ dễ dẫn đến tổn thất nặng nề. Ngoài ra, thời điểm này không phải là lúc phù hợp để tiến hành các giao dịch lớn hay chi tiêu vào những món hàng có giá trị cao. Sự nóng vội hoặc đánh giá không chính xác về tình hình thị trường, năng lực bản thân cũng như các nguy cơ tiềm ẩn sẽ khiến bạn rơi vào trạng thái thua lỗ hoặc mất mát. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn hoàn toàn không có cách để cải thiện vận trình tài lộc. Tinh đế dượng vẫn khuyến khích bạn thực hiện các bước đi chậm mà chắc. Thay vì lao vào những dự án mới với nhiều rủi ro, hãy tập trung hoàn thành những công việc còn dang dở. Việc tích lũy kinh nghiệm và học hỏi thêm kiến thức sẽ là nền tảng quan trọng để bạn chuẩn bị cho những cơ hội lớn hơn trong tương lai. Thời điểm này cũng là lúc để bạn nhìn nhận lại cách quản lý tài chính của mình. Hãy thiết lập kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh những khoản mua sắm không cần thiết. Đồng thời, nếu có thể, hãy tích cực chia sẻ và trao đổi ý kiến với những người có kinh nghiệm để tìm ra hướng đi phù hợp nhất cho bản thân. Hãy nhớ rằng, dù khó khăn đang hiện hữu, nhưng sự cẩn trọng và sự nỗ lực bền bỉ của bạn sẽ giúp bạn vượt qua. Đây không chỉ là thử thách mà còn là cơ hội để bạn trau dồi bản lĩnh và khả năng thích nghi trước mọi biến động của cuộc sống. Phương diện tình cảm gia đình của tuổi Mậu Ngọ 1978, trong 7 ngày tới, tháng 11 âm lịch 2024. Trong khoảng thời gian từ ngày mai đến mùng 10 tháng 11 âm lịch 2024, người tuổi Mậu Ngọ sẽ phải đối mặt với không ít thử thách trên phương diện tình cảm gia đình. Có lẽ đây là thời điểm bạn cần dành nhiều sự quan tâm hơn để vun đắp các mối quan hệ thân thuộc, đặc biệt là với nửa kia. Những khó khăn đang chờ đợi. Gần đây, cách hành xử của bạn có phần thất thường, lúc nóng nảy, khi lại thờ ơ, không đặt đủ sự quan tâm đến cảm xúc của người bạn đời. Sự thiếu nhất quán này không chỉ làm tổn thương đối phương mà còn khiến họ cảm thấy lạc lõng, khó hiểu. Mối quan hệ vợ chồng dần xuất hiện khoảng cách, và nếu không kịp thời nhận ra, có thể đây chính là kẽ hở để người thứ ba chen chân vào. Hệ quả, mỗi lời nói nặng hay thái độ lạnh nhạt từ bạn đều để lại những vết sẹo trong lòng người ấy. Họ có thể cảm thấy không được trân trọng, dẫn đến sự im lặng hoặc xa cách dần. Đây là hồi chuông cảnh báo để bạn nhìn lại và hành động trước khi quá muộn. Lời khuyên dành cho bạn: học cách điều chỉnh cảm xúc trong mọi cuộc tranh cãi hoặc khi gặp mâu thuẫn, hãy giữ bình tĩnh. Lời nói trong lúc nóng giận thường là con dao hai lưỡi, làm tổn thương cả hai. Quan tâm hơn đến người ấy, một lời hỏi thăm nhẹ nhàng, một cử chỉ ân cần hay sự kiên nhẫn lắng nghe có thể làm dịu mọi căng thẳng. Đôi khi, chỉ cần một cái nắm tay hoặc ánh mắt sẻ chia cũng đủ để hàn gắn khoảng cách. Giải quyết mâu thuẫn nhanh chóng, đừng để những khúc mắc nhỏ trở thành vấn đề lớn. Chủ động mở lời, chia sẻ suy nghĩ và lắng nghe đối phương để tìm ra giải pháp tốt nhất. Giữ ranh giới rõ ràng trong các mối quan hệ khác, tránh để những người bên ngoài gây hiểu lầm hoặc làm rạn nứt tình cảm gia đình. Bạn nên học cách từ chối nhẹ nhàng nhưng kiên quyết với những ai có ý định vượt quá giới hạn. Với người độc thân, nếu bạn còn đang trên hành trình tìm kiếm một nửa của mình, đây là thời điểm để bạn mở lòng hơn. Đừng vội vàng đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài hay những ấn tượng ban đầu. Hãy tạo cơ hội để cả hai tìm hiểu nhau sâu hơn.
mọi mối quan hệ đều cần thời gian và sự kiên nhẫn để phát triển. Hãy nhớ rằng, tình yêu và hạnh phúc gia đình không tự nhiên mà có. Chúng đòi hỏi sự nỗ lực và cam kết từ cả hai phía. Một chút nhún nhường, một chút dịu dàng có thể làm nên điều kỳ diệu cho mối quan hệ của bạn. Về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ 1978, trong 7 ngày tới, tháng 11 âm lịch 2024. Trong thời gian từ ngày mai đến mùng 10 tháng 11 âm lịch 2024, sức khỏe thể chất của người tuổi Mậu Ngọ không có dấu hiệu đáng lo ngại. Tuy nhiên, trạng thái tinh thần có thể chịu ảnh hưởng từ những cảm xúc tiêu cực như buồn bực, nóng nảy và áp lực trong cuộc sống. Những vấn đề tiềm ẩn. Mặc dù cơ thể bạn vẫn khỏe mạnh, nhưng tinh thần không ổn định có thể dẫn đến cảm giác mệt mỏi, kiệt sức. Những suy nghĩ tiêu cực và việc giữ mọi chuyện trong lòng dễ làm bạn rơi vào trạng thái bức bối, khó chịu. Nếu không được giải tỏa kịp thời, những căng thẳng này có thể ảnh hưởng lâu dài đến cả tâm lý và sức khỏe tổng thể. Nguyên nhân: áp lực công việc và gia đình, những mâu thuẫn tình cảm chưa được giải quyết triệt để, thói quen giữ mọi chuyện trong lòng, thiếu sự chia sẻ với người khác. Lời khuyên để cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất: chia sẻ cảm xúc với người đáng tin cậy, bạn bè thân thiết hoặc những người thân trong gia đình luôn sẵn sàng lắng nghe. Hãy mở lòng, kể về những khó khăn bạn đang gặp phải. Điều này không chỉ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm mà còn mang đến những lời khuyên hữu ích. Tìm kiếm phương pháp thư giãn, dành thời gian cho bản thân bằng cách tham gia các hoạt động yêu thích như đọc sách, nghe nhạc hoặc đi dạo. Những hoạt động này sẽ giúp bạn cân bằng cảm xúc và giảm căng thẳng hiệu quả. Chăm sóc giấc ngủ và dinh dưỡng, ngủ đủ giấc và ăn uống lành mạnh là nền tảng quan trọng để duy trì sức khỏe tốt. Hạn chế dùng các chất kích thích như cà phê hoặc đồ uống có cồn vào buổi tối. Học cách buông bỏ, không phải mọi chuyện đều cần giải quyết ngay lập tức. Hãy học cách buông bỏ những điều không thể thay đổi và tập trung vào những gì bạn có thể kiểm soát. Tầm quan trọng của việc duy trì sức khỏe tinh thần. Sức khỏe tinh thần ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống. Một tâm trí thư thái sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định sáng suốt và ứng phó tốt hơn với mọi thử thách. Ngược lại, sự căng thẳng kéo dài có thể dẫn đến các vấn đề về tim mạch, tiêu hóa hoặc suy giảm hệ miễn dịch. Hãy dành cho bản thân sự quan tâm cần thiết để cả thể chất và tinh thần luôn ở trạng thái tốt nhất. Khi bạn khỏe mạnh và hạnh phúc, bạn sẽ có đủ năng lượng để đối diện với mọi vấn đề trong cuộc sống, kể cả những thử thách khó khăn nhất. Tiếp theo sau đây sẽ là phân luận giải vận trình tử vi chi tiết của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 11 âm lịch 2024. Trong giai đoạn từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 11 âm lịch 2024, tuổi Mậu Ngọ sẽ đối mặt với không ít thử thách. Dưới ảnh hưởng của hung tinh Tiểu Hào, tài chính của bạn có thể bị thất thoát không ngừng vì những lý do không thể lý giải. Những chuyện ngoài ý muốn bất ngờ xảy đến, khiến bạn phải dùng tiền để giải quyết. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tài chính mà còn làm bạn phải đối diện với áp lực tinh thần. Vì vậy, trong những ngày này, bạn cần giữ vững sự bình tĩnh và tỉnh táo để giải quyết mọi vấn đề. Công việc của tuổi Mậu Ngọ trong thời gian này có thể gặp phải một số rắc rối không mong muốn. Tuy nhiên, bạn sẽ bất ngờ tìm ra những cách giải quyết hợp lý. Dù gặp khó khăn, nhưng điều quan trọng là bạn phải tập trung vào mục tiêu chính và không để bản thân bị cuốn vào những vấn đề nhỏ nhặt. Sự lơ là có thể khiến bạn gặp nguy hiểm, đặc biệt là khi có cơ hội chứng tỏ năng lực của mình. Nếu không tận dụng tốt cơ hội, bạn có thể gặp phải sự giảm sút trong mắt cấp trên, làm mọi công sức trước đó đổ sông đổ biển. Do đó, hãy luôn sẵn sàng nắm bắt cơ hội và chứng minh khả năng của mình, mở rộng con đường tiến thân. Về phương diện tình cảm, trong khoảng thời gian này, những người tuổi Mậu Ngọ sẽ không có sự thay đổi nào quá lớn. Những người độc thân khó có thể tìm thấy mối duyên mới vì chưa sẵn sàng mở lòng. Ngược lại, những người đã có gia đình cần dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện và thấu hiểu nửa kia, tránh những hiểu lầm và khúc mắc không đáng có. Tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 11 âm lịch 2024. Trong giai đoạn tiếp theo, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 11 âm lịch 2024,
tuổi Mậu Ngọ sẽ phải đối mặt với sự tác động của hung tinh ngũ quỷ. Những thay đổi không lường trước sẽ xảy đến, làm cho mọi việc không theo như mong đợi. Những tình huống ngoài tầm kiểm soát khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và bị cuốn vào dòng xoáy của sự thay đổi chóng mặt. Dù vậy, bạn cần nhớ rằng mọi thứ sẽ không tồi tệ mãi mãi. Sự kiên nhẫn và linh hoạt sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn. Mặc dù công việc có thể gặp thử thách, nhưng bạn vẫn có thể kiếm được tiền. Tuy nhiên, sẽ không dễ dàng. Thậm chí bạn sẽ phải hy sinh nhiều thứ mới có thể đạt được những thành quả nhất định. Hãy tin rằng mọi nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp, miễn là bạn không từ bỏ và luôn duy trì sự cố gắng không ngừng nghỉ. Thời điểm này cũng nhắc nhở bạn phải chú ý đến vấn đề an toàn khi di chuyển. Một số rủi ro về tai nạn có thể xảy đến nếu bạn không cẩn thận. Dù có bận rộn đến đâu, đừng chủ quan với tính mạng của mình. Đặc biệt, trong công việc, nếu có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh, bạn cần phải thận trọng, hạn chế đưa ra những quyết định mạo hiểm trong giai đoạn này. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ những người tuổi Sửu và Dần. Tuy nhiên, những người tuổi Tỵ và Mão có thể mang đến những điều không may. Để tạo thêm may mắn, bạn có thể chú ý đến các màu sắc may mắn như đen và đỏ, cùng với các con số 33, 95 và 64. Nhìn chung, trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 11 âm lịch 2024, tuổi Mậu Ngọ sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách. Nhưng nếu biết cách giữ vững tinh thần và kiên trì vượt qua khó khăn, bạn sẽ tìm thấy thành công và cơ hội mới. Những mối quan hệ cũng cần được duy trì và chăm sóc để tránh những hiểu lầm không đáng có. Hãy giữ sự bình tĩnh, linh hoạt và không ngừng nỗ lực để đạt được những kết quả tích cực trong công việc và cuộc sống. Trong tháng 11 âm lịch năm 2024, tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, sẽ trải qua những ngày may mắn, đặc biệt là trong các ngày sau đây. 1. Ngày 6 tháng 11 âm lịch, đây là ngày tuổi Mậu Ngọ gặp sao tốt chiếu mệnh, mang lại nhiều cơ hội và may mắn. Bạn tràn đầy nhiệt huyết và quyết tâm, đồng thời sở hữu bản lĩnh và cái nhìn sâu sắc về cuộc sống. Thời điểm này, bạn không ngần ngại thử thách bản thân để đạt được các mục tiêu xa hơn. Sự nghiệp và tài chính sẽ có những bước tiến đáng kể nhờ vào khả năng khai thác tối đa các nguồn lực và tư duy sắc bén. Bằng sự điềm đạm và tinh thần hợp tác, bạn sẽ không chỉ gặt hái thành công mà còn xây dựng được mối quan hệ xã hội bền vững. 2. Ngày 9 tháng 11 âm lịch, đây là thời điểm mưa tài lộc đến với bạn. Bạn có cơ hội nhận được những lợi ích bất ngờ từ đầu tư và quản lý tài chính. Công việc sẽ ngày càng thăng tiến, cùng với sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng nghỉ, bạn sẽ đạt được những mục tiêu lớn trong sự nghiệp và tận hưởng sự may mắn trên nhiều phương diện. 3. Ngày 14 tháng 11 âm lịch, ngày này mang lại sự phát triển mạnh mẽ về tài vận và sự nghiệp. Bạn sẽ có cơ hội thăng tiến và tăng lương nhờ vào sự nỗ lực không ngừng. Ngoài ra, khả năng giao tiếp và sự duyên dáng của bạn sẽ giúp phát triển mối quan hệ xã hội và mang lại nhiều cơ hội hợp tác. Những thông tin hữu ích từ quý nhân cũng sẽ hỗ trợ bạn trong công việc và phát triển nghề nghiệp. 4. Ngày 24 tháng 11 âm lịch, đây là thời điểm bạn mở ra một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp và tài chính. Nhờ vào công sức làm việc chăm chỉ trước đó, tài vận của bạn sẽ ngày càng thịnh vượng. Bạn sẽ nhận được lợi nhuận hậu hĩnh từ các khoản đầu tư và có cơ hội thực hiện các kế hoạch, dự định đã ấp ủ từ lâu. Những người làm công ăn lương cũng sẽ được cấp trên đánh giá cao và có cơ hội tăng lương, thăng chức. Tóm lại, tháng 11 âm lịch năm 2024 là một tháng đầy hứa hẹn và may mắn đối với tuổi Mậu Ngọ, đặc biệt trong sự nghiệp và tài chính. Dưới đây là phiên bản biên tập lại bài viết của bạn, với từng phần được làm mượt mà và chi tiết hơn, giúp nội dung trở nên sâu sắc và đầy cảm xúc. Bài viết có độ dài xấp xỉ 5.500 ký tự, sẽ giúp bạn dễ dàng truyền tải thông điệp rõ ràng và hấp dẫn. Tuổi Mậu Ngọ và sự hợp tác với các tuổi khác, bí quyết tăng cường vận may và thành công trong kinh doanh. Chào quý vị khán giả, trong cuộc sống và công việc, một đối tác hợp tác tốt có thể đem lại những may mắn và thành công không ngờ. Đặc biệt là với những người thuộc tuổi Mậu Ngọ, 1978, việc lựa chọn một người đồng hành phù hợp trong công việc sẽ không chỉ giúp vận khí trở nên tốt hơn mà còn thúc đẩy sự nghiệp phát triển mạnh mẽ. Vậy tuổi Mậu Ngọ nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại tài lộc, thịnh vượng và sự nghiệp bền vững? Cùng theo dõi bài viết này để tìm ra những cặp đôi đối tác ăn ý nhất cho tuổi Mậu Ngọ. 1.
tuổi Mậu Ngọ và tuổi Tý, cặp đôi cần sự thấu hiểu lẫn nhau. Khi tuổi Mậu Ngọ kết hợp với tuổi Tý trong kinh doanh, đây sẽ là một cặp đôi ăn ý nếu cả hai có thể chấp nhận sự khác biệt trong tính cách và phương thức làm việc. Người tuổi Tý nổi bật với khả năng nhìn xa trông rộng, chiến lược sắc bén, còn Mậu Ngọ lại rất mạnh mẽ trong việc triển khai kế hoạch. Tuy nhiên, Mậu Ngọ cần chú ý đừng để sự thay đổi và thiếu tập trung làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Một khi hai bên thấu hiểu và tôn trọng điểm mạnh của nhau, sự hợp tác này chắc chắn sẽ mang lại thành công lớn. 2. Tuổi Mậu Ngọ và tuổi Sửu, sự hợp tác chăm chỉ và bền vững. Tuổi Mậu Ngọ kết hợp với tuổi Sửu sẽ tạo nên một mối quan hệ kinh doanh khá bền vững. Mậu Ngọ rất chăm chỉ, nhưng đôi khi thiếu quyết đoán và dễ thay đổi mục tiêu, trong khi tuổi Sửu lại rất kiên định và có khả năng đánh giá rõ ràng hướng đi của công việc. Tuy nhiên, sự thành công hay thất bại trong mối quan hệ này chủ yếu phụ thuộc vào con đường mà Mậu Ngọ chọn. Nếu biết kiên trì và theo đuổi một mục tiêu lâu dài, mối quan hệ này sẽ phát triển mạnh mẽ. 3. Tuổi Mậu Ngọ và tuổi Dần, môi trường làm việc sáng tạo và năng động. Sự kết hợp giữa tuổi Mậu Ngọ và tuổi Dần trong kinh doanh mang đến một môi trường làm việc sáng tạo, vui vẻ và năng động. Cả hai sẽ giúp nhau phát triển với những ý tưởng mới mẻ và khả năng đổi mới không ngừng. Tuy nhiên, tuổi Dần sẽ cần phải đóng vai trò chỉ đạo và giữ cho công việc đi đúng hướng, bởi Mậu Ngọ đôi khi thiếu sự kiên nhẫn và dễ bỏ cuộc khi mọi thứ không còn mới mẻ. Sự kết hợp này sẽ mang lại thành công nếu người tuổi Dần biết cách duy trì động lực cho Mậu Ngọ. 4. Tuổi Mậu Ngọ và tuổi Mão, cần sự hỗ trợ của một bên thứ ba. Cặp đôi tuổi Mậu Ngọ và tuổi Mão trong kinh doanh sẽ cần một bên thứ ba để duy trì sự ổn định trong công việc. Mậu Ngọ rất chăm chỉ và có khả năng lập kế hoạch tốt, nhưng dễ chán nản và bỏ cuộc nếu công việc không hấp dẫn. Trong khi đó, tuổi Mão thường có những ý tưởng khá chủ quan và thiếu sự vững vàng trong các vấn đề tài chính. Nếu có sự hỗ trợ từ một đối tác ngoài cuộc, mối quan hệ này có thể phát triển tốt, với mỗi bên phát huy thế mạnh riêng. 5. Tuổi Mậu Ngọ và tuổi Thìn, sự hỗ trợ đầy cảm hứng. Khi tuổi Mậu Ngọ và tuổi Thìn kết hợp, công việc sẽ phát triển mạnh mẽ nhờ sự hỗ trợ đầy cảm hứng từ tuổi Thìn. Mậu Ngọ có thể thiếu sự kiên nhẫn và dễ cảm thấy chán nản khi công việc không còn mới mẻ, nhưng tuổi Thìn sẽ giúp họ duy trì động lực và tìm ra sự hứng thú trong công việc. Đây là sự kết hợp đầy tiềm năng, mang lại không chỉ sự thành công mà còn một môi trường làm việc tràn đầy năng lượng và sáng tạo. 6. Tuổi Mậu Ngọ và tuổi Tỵ, khó duy trì mối quan hệ lâu dài. Tuổi Mậu Ngọ và tuổi Tỵ có thể gặp khó khăn trong việc duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài. Mậu Ngọ thường thiếu sự kiên định, dễ cảm thấy nhàm chán và không còn hứng thú với công việc khi mọi thứ đã quá quen thuộc. Trong khi đó, tuổi Tỵ lại có tính cách khá lạnh lùng, khó gần, khiến cho Mậu Ngọ cảm thấy thiếu sự động viên. Nếu không có sự đồng cảm và hỗ trợ, cặp đôi này sẽ không thể gắn bó lâu dài trong công việc. 7. Tuổi Mậu Ngọ và tuổi Ngọ, sự cam kết là yếu tố quan trọng. Sự kết hợp giữa hai người tuổi Ngọ sẽ rất năng động và vui vẻ, nhưng cần có sự cam kết rõ ràng ngay từ đầu. Tuổi Mậu Ngọ có thể rất thông minh và chăm chỉ, nhưng họ cũng dễ thay đổi mục tiêu công việc. Nếu cả hai người tuổi Ngọ không có sự ràng buộc vững vàng, công việc sẽ thiếu sự ổn định. Tuy nhiên, khi có sự cam kết rõ ràng, đây sẽ là một mối quan hệ hợp tác đầy tiềm năng và rất năng động. 8. Tuổi Mậu Ngọ và tuổi Mùi, vai trò lãnh đạo và quản lý. Trong sự kết hợp này, tuổi Mùi sẽ là người đứng đầu trong công việc vì họ có khả năng quản lý và hoạch định chiến lược tốt. Mậu Ngọ, với sự chăm chỉ và năng lực làm việc, sẽ là một nhân viên tận tâm và có thể rất được lòng nhân viên dưới quyền. Tuy nhiên, người thực sự có quyền lực trong công ty sẽ là tuổi Mùi. Dù vậy, mối quan hệ này sẽ rất ổn định và mang lại hiệu quả lâu dài nếu cả hai biết phát huy thế mạnh của nhau. 9. Tuổi Mậu Ngọ và tuổi Thân, cần đối tác thứ ba để duy trì sự ổn định. Khi tuổi Mậu Ngọ và tuổi Thân kết hợp làm ăn, sự thiếu ổn định có thể xảy ra vì cả hai đều có xu hướng thiếu nghiêm túc và dễ bỏ cuộc giữa chừng. Tuy nhiên, nếu có sự hỗ trợ của một đối tác thứ ba để duy trì sự ổn định, mối quan hệ này sẽ mang lại những tiềm năng phát triển lớn. Dù vậy, cần phải có sự thỏa thuận rõ ràng và cam kết từ tất cả các bên để đảm bảo công việc diễn ra suôn sẻ. 10. Tuổi Mậu Ngọ và tuổi Dậu, quản lý tài chính vững vàng.
Sự kết hợp giữa tuổi Mậu Ngọ và tuổi Dậu trong công việc mang lại sự ổn định và thành công nhờ khả năng quản lý tài chính của tuổi Dậu. Người tuổi Dậu rất thông minh, ít khi mắc sai lầm trong các quyết định tài chính. Mậu Ngọ, với sự chăm chỉ và sáng tạo, sẽ phát huy được tiềm năng trong công việc. Sự kết hợp này sẽ tạo ra một môi trường làm việc vững mạnh và khả năng sinh lời cao. 11. Tuổi Mậu Ngọ và tuổi Tuất, đối tác hoàn hảo trong các lĩnh vực đổi mới. Khi tuổi Mậu Ngọ kết hợp với tuổi Tuất, đây là sự kết hợp hoàn hảo trong các lĩnh vực liên quan đến du lịch, thay đổi và khám phá. Cả hai đều yêu thích sự thay đổi và có khả năng làm việc chăm chỉ. Với sự trung thành và cẩn thận của tuổi Tuất, cộng với sự khéo léo trong giao tiếp của Mậu Ngọ, công việc kinh doanh sẽ phát triển mạnh mẽ và bền vững. 12. Tuổi Mậu Ngọ và tuổi Hợi cần một công việc hấp dẫn. Sự kết hợp giữa tuổi Mậu Ngọ và tuổi Hợi sẽ rất hiệu quả nếu họ tìm được công việc hấp dẫn và phù hợp với cả hai. Mậu Ngọ sẽ chỉ đạo công việc rất tốt nhờ khả năng quản lý, trong khi tuổi. Tiếp theo là phần nhân sinh cảm ngộ về khẩu đức. Khẩu đức là một yếu tố quan trọng trong cuộc sống, là điều mà mỗi người cần phải tu dưỡng để tạo dựng vận may, hạnh phúc và thành công. Cổ nhân từng nói rằng, miệng có thể thốt ra những lời ngọc ngà đẹp đẽ, nhưng cũng có thể thốt ra những lời độc địa. Việc tu dưỡng khẩu đức chính là một trong những cách giúp chúng ta cải thiện vận mệnh và phát triển bản thân. Khẩu đức quyết định vận mệnh, và vận mệnh tốt sẽ giúp con đường đời của chúng ta trở nên bằng phẳng, đạt được nhiều thành tựu. 1. Không nói lời giận dữ. Lời nói khi tức giận có thể làm tổn thương người khác một cách sâu sắc. Trong những lúc nóng giận, chúng ta thường không kiểm soát được cảm xúc và dễ dàng thốt ra những lời nói ác ý, làm tổn thương người xung quanh. Cổ nhân dạy rằng, khi tức giận, chúng ta không nên nói gì cả. Những lời nói lúc tức giận thường thiếu suy nghĩ, và hậu quả của chúng có thể kéo dài lâu dài, khó có thể hàn gắn. Lời nói đã nói ra như nước đã hắt đi, không thể thu lại. Vì vậy, khi tức giận, hãy tìm cách kiềm chế cảm xúc và tránh để nó ảnh hưởng đến lời nói. Một cách đơn giản để giải tỏa cảm xúc là viết những suy nghĩ lúc đó lên một tờ giấy. Hãy viết tất cả những gì bạn nghĩ, rồi để ngày hôm sau xem lại. Nếu sau khi suy nghĩ kỹ, bạn vẫn quyết định giữ nguyên suy nghĩ và hành động như vậy, thì mới thực hiện. Còn nếu đó chỉ là những lời nói trong cơn giận dữ, thì hãy gấp nó thành máy bay giấy và để nó bay đi, quên đi. 2. Không nói lời xàm ngôn, bịa đặt. Lời nói xàm ngôn, bịa đặt là những lời nói không có căn cứ, nhằm làm tổn thương, phỉ báng hoặc hạ thấp người khác. Cổ nhân khuyên rằng, khi không có gì để nói, tốt nhất là hãy im lặng. Đừng nói những lời xấu, những lời cay nghiệt, vì chúng không những làm tổn thương người khác mà còn phản ánh sự thiếu văn hóa và phẩm hạnh của chính bản thân. Lời nói không chỉ có sức mạnh gây tổn thương mà còn có thể phản ánh phẩm giá và trí tuệ của người nói. Những người luôn nói lời xàm ngôn, bịa đặt thường thiếu sự tự trọng và thiếu hiểu biết. Họ sử dụng lời nói như một công cụ để hạ thấp người khác, nhằm thỏa mãn cái tôi cá nhân. Tuy nhiên, những lời này không mang lại lợi ích gì, chỉ làm xấu đi hình ảnh của chính họ và gây ra sự khó chịu, khinh miệt từ người xung quanh. 3. Không nói lời kiêu căng. Khi một người kiêu căng, họ sẽ tự cho mình là đúng, coi mình là người tài giỏi nhất và không chấp nhận ý kiến hay lời khuyên của người khác. Đây là một thái độ không chỉ gây tổn thương cho bản thân mà còn làm mất đi sự kính trọng và tình cảm của người khác. Lời nói kiêu căng không chỉ gây ra sự phản cảm mà còn khiến người khác cảm thấy khó chịu và không muốn giao tiếp với bạn. Lão Tử từng nói, tự phạt giả vô công, tự căn giả bất tường, nghĩa là những người tự khoe khoang tài năng và tài đức của mình thực ra đang tự đánh mất phẩm hạnh. Kiêu căng chính là biểu hiện của sự thiếu hiểu biết và thiếu trí tuệ. Người kiêu căng thường không thể tiến bộ vì họ không biết lắng nghe và học hỏi từ người khác. Vì vậy, hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn, học hỏi và tôn trọng ý kiến của người khác. 4. Không nói lời ác độc về khuyết điểm của người khác. Lời nói ác độc, chỉ trích người khác một cách gay gắt và không cần thiết sẽ làm tổn thương người nghe và khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng. Cổ nhân dạy rằng, khi có điều gì không hài lòng về người khác, hãy nói một cách tế nhị và khéo léo, đừng bao giờ nói sau lưng hoặc bêu rếu người khác. Nói về khuyết điểm của người khác là một việc làm không chỉ thiếu văn hóa mà còn thể hiện sự thiếu tự trọng và phẩm hạnh của chính mình. Khi phê bình người khác, hãy luôn nhớ rằng lời nói của chúng ta có thể làm tổn thương họ rất nhiều.
Tốt nhất là hãy lựa chọn thời điểm thích hợp, nói một cách nhẹ nhàng và chân thành, để người nghe không cảm thấy bị tổn thương. Chúng ta cần phải luôn đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu rằng những lời chỉ trích không có thiện chí sẽ làm tổn thương họ sâu sắc hơn bất kỳ lời nói nào khác. 5. Không tiết lộ chuyện riêng tư của người khác. Tiết lộ chuyện riêng tư, bí mật của người khác là hành động vô đạo đức và thiếu phẩm hạnh. Cổ nhân dạy rằng, giữ được bí mật không chỉ là một nguyên tắc đạo đức mà còn là một phần của sự tôn trọng đối với người khác. Người biết giữ bí mật sẽ được mọi người tin tưởng và tôn trọng hơn. Bí mật là điều mà mỗi người đều cần bảo vệ. Việc tiết lộ những thông tin riêng tư không chỉ làm mất lòng người khác mà còn có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm phá vỡ mối quan hệ và ảnh hưởng đến sự nghiệp, danh tiếng của chính mình. Vì vậy, hãy luôn giữ gìn những điều không phải của mình, tôn trọng sự riêng tư của người khác. 6. Không nói lời quá thẳng thắn. Lời nói quá thẳng thắn mà không suy nghĩ kỹ lưỡng có thể gây tổn thương cho người nghe. Khi nói thẳng, chúng ta cần phải cân nhắc cảm xúc của người khác và cách thức thể hiện sao cho phù hợp. Lời nói thẳng có thể giúp giải quyết vấn đề, nhưng nếu không biết cách nói khéo léo, nó có thể dẫn đến hiểu lầm, xung đột và làm tổn thương mối quan hệ. Lời nói nên luôn xuất phát từ tấm lòng chân thành và sự tôn trọng đối với người nghe. Hãy luôn nhớ rằng, cách chúng ta nói quan trọng không kém gì những gì chúng ta nói. Một lời nói nhẹ nhàng, ấm áp có thể xoa dịu những cảm xúc tiêu cực và giúp người khác cảm thấy thoải mái, đồng thời duy trì được mối quan hệ tốt đẹp. 7. Không nói năng tùy tiện. Miệng là một công cụ mạnh mẽ có thể gây ra nhiều tổn thương nếu không biết cách sử dụng. Những lời nói tùy tiện, không suy nghĩ kỹ có thể dẫn đến hiểu lầm và làm mất niềm tin của người khác. Cổ nhân dạy rằng, nếu không có gì để nói, tốt nhất là nên im lặng. Đừng để sự bốc đồng chi phối lời nói, bởi vì lời nói thiếu suy nghĩ có thể gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cả tương lai của chúng ta. Hãy luôn cẩn thận khi phát ngôn, vì lời nói có thể gây tổn thương không chỉ đối với người khác mà còn đối với chính bản thân. Khi không thể chắc chắn về điều gì, tốt hơn hết là đừng nói. Một lời hứa dễ dàng đưa ra nhưng nếu không thực hiện được, nó sẽ làm giảm uy tín và niềm tin của mọi người đối với bạn. Quý khán giả thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một tháng mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình tiếp theo.